Và bây giờ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19. Bộ Y tế cảnh báo làn sóng dịch mới nguy hiểm hơn các lần trước. Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long hôm 25 tháng 4 lên tiếng cảnh báo về một làn sóng dịch mới tại Việt Nam được cho là nguy hiểm hơn nhiều so với các đợt dịch trước khi phần đông các ca bệnh nhập vào Việt Nam từ Campuchia nhiễm biến thể coronavirus của Anh và Nam Phi. Đây là những biến thể virus có sức lây nhiễm nhanh hơn so với các chủng biến thể khác trước đó. Truyền thông nhà nước Việt Nam trích lời ông Long cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nhìn vào tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên toàn thế giới và khu vực, Việt Nam lo lắng về khả năng các ca nhiễm COVID-19 từ bên ngoài. Theo Bộ trưởng Y tế Việt Nam, Ấn Độ là nước chỉ trong vòng một ngày ghi nhận hơn 340.000 ca nhiễm bệnh, trong khi nước láng giềng với Việt Nam và Campuchia ghi nhận thêm là 600 ca mới chỉ trong vòng 24 giờ qua. Lào cũng đã vượt Việt Nam về số ca nhiễm mới trong một ngày là 82 ca, mức kỷ lục của Việt Nam hôm 28 tháng Giêng vừa qua. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh hôm 25 tháng 4 đã xác nhận 85,7% các ca nhiễm nhập cảnh từ Campuchia nhiễm chủng biến thể từ Anh, trong khi 14,3% các ca khác nhiễm chủng từ Nam Phi. Bộ Y tế cho biết bộ này đã chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh lây lan rộng ở khu vực đồng bằng sông cửu long. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết dù Việt Nam đã thắt chặt việc kiểm soát đường biên giới với Campuchia nhưng đường biển vẫn là một thách thức. Kể từ làn sóng dịch thứ ba phát hiện vào tháng Giêng năm nay, Việt Nam hiện đã trải qua hai tháng không phát hiện ca nhiễm covid-19 mới nào trong cộng đồng. Vẫn là Đài Á Châu Tự Do đưa tin thưa quý vị, Việt Nam sắp xử vụ 9 người Việt Nam đi nhờ chuyên cơ của bà Nguyễn Thị Kim Ngân rồi bỏ trốn ở Hàn Quốc. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào đầu tháng 5 sẽ tiến hành xử 8 người bị cho là chủ mưu trong việc tổ chức cho 9 người Việt Nam đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang Hàn Quốc hồi tháng 12 năm 2018, rồi trốn ở lại. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin này vào hôm 24 tháng 4. Theo cáo trạng được báo chí trong nước đăng tải, thì 8 người bị truy tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Các bị cáo bao gồm Lê Thị Liễu, giám đốc công ty cổ phần GVA. Trịnh Ban Dũng và Ngô Xuân Hiếu cùng trú ngụ tại Nghệ An, Trần Thị Tuyết, cựu cán bộ tạp chí kinh tế và dự báo Bộ Kế hoạch Đầu tư, Lê Thị Xuân, cựu đại diện công ty tư vấn du học quốc tế IEC, Nguyễn Thị Lương, trú tại Nghệ An, theo cáo trạng, vào tháng 8 năm 2018, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018. Theo quy định của ban tổ chức, đối tượng tham gia đoàn là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư, thương mại. Tuy nhiên, sau khi kết thúc lịch trình công tác, 9 người trong đoàn đã trốn ở lại Hàn Quốc. Trong số này, cơ quan tố tụng xác định 6 người được Lê Thị Liễu và đồng phạm tổ chức trốn đi. Những người trốn đi theo chuyên cơ của đoàn được hướng dẫn ăn mặc lịch sự và học thuộc thông tin về công ty mà họ đứng tên giám đốc. Cáo trạng xác định những người bỏ trốn thực chất là những người muốn tìm việc ở lại bên Hàn Quốc và họ đã phải trả cái giá là 11.500 đô la cho một người cho chuyến đi này. Vụ 9 người theo đoàn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân sang Hàn Quốc rồi bỏ trốn, chỉ bị báo chí Hàn Quốc công bố khoảng 10 tháng sau khi chuyến thăm kết thúc. Theo truyền thông Hàn Quốc, thì hai người trong số này sau đó đã bị trục xuất về nước. 6 người còn lại vẫn đang ở trái phép tại Hàn Quốc. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vào tháng 9 năm 2019 nói với báo giới trong nước rằng những người bỏ trốn không thuộc thành phần của đoàn mà chỉ đi nhờ máy bay. Thưa quý vị, giao lưu quốc phòng Việt Nam Trung Quốc cho thế giới thấy tình đoàn kết giữa hai đảng và nhà nước theo Đại Á Châu Tự Do đưa tin. Giới chức quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc vừa tổ chức hoạt động giao lưu quốc phòng qua biên giới thường niên lần thứ 6 vào hôm 24 tháng 4 nhằm tăng cường sự hiểu biết, tương trợ lẫn nhau và đồng thời cho thế giới thấy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng, nhà nước và quân đội hai nước. Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin hôm 25 tháng 4. Buổi lễ diễn ra tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam với sự chủ trì của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Theo tờ báo Nhân dân, thì tại hội đàm, hai bên khẳng định chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc không chỉ góp phần tăng cường sự giao lưu hiểu biết tương trợ lẫn nhau giữa chính quyền quân đội và nhân dân địa phương hai nước mà còn cho thế giới thấy sự quyết tâm, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng nhà nước và quân đội hai nước. Hai bên nhìn nhận kể từ khi hai nhà nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mặc dù có những thăng trầm nhưng tình hữu nghị và hợp tác vẫn luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước. Thượng tướng Phong Giang phát biểu tại hội đàm rằng, kể từ khi hai nước bắt đầu chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung kể từ năm 2014 cho đến nay, các nội dung hợp tác ngày càng đi vào thực chất và có hiệu quả. Ông nói hoạt động giao lưu hai bên giúp củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước, phản bác những luận điệu xuyên tạc chia rẽ mối quan hệ Việt-Trung của các thế lực thù địch. Hồi năm 2017, giao lưu quốc phòng qua biên giới giữa hai nước đã bị hủy khi Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đột ngột cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam, hủy hoạt động giao lưu theo lịch trình. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng, ông Phạm Trường Long bỏ cuộc giao lưu vì nguyên nhân liên quan đến việc sắp xếp công việc. Tuy nhiên, một số chuyên gia và các nhà quan sát chính trị quốc tế cho rằng, cuộc giao lưu bị hủy bỏ vì Trung Quốc bày tỏ sự tức giận trước việc Việt Nam cho tiến hành các hoạt động khoan thăm tìm dầu khí ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi chủ quyền đến gần 90% qua đường Đức Khúc 9 đoạn. Theo Tân Hoa xã, ông Phạm Trường Long đã nói tại cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo Việt Nam rằng toàn bộ các đảo ở Biển Đông đã thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ thời thượng cổ đến nay. Đây được cho là một phát biểu đe dọa của Trung Quốc đối với Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2017, công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại lô 136.03 thuộc dự án cá rồng đỏ ngoài khơi Việt Nam do sức ép của Trung Quốc.